bên kia đường. Xe bus nó đậu ông, nếu mà nó rước học sinh ở ngoài đường lớn á, thì khi mà nó đưa nó flash đèn, nó đưa bảng stop lên á, thì tất cả các xe bên chiều bên kia hoặc là quẹo qua là nó phải dừng. Còn xe mà mình ở bên đây, cái chiều lưu thông bên đây á, thì vẫn được phép chạy. Sao đi ngược trở về là sao vậy? Chắc trễ xe buýt đi về cha mẹ đưa đi học chắc. Rồi. Xe đi. Sáng đẹp quá. Ôi đi tới 2 chuyến xe bus à, chắc một chuyến cho con nít nhỏ, một chuyến cho middle school, một chuyến cho là cấp 1, một chuyến cấp 1, chuyến cấp 2. Quay xe chạy tới chạy lui vậy mà thấy cũng vui quá ha, cũng đẹp quá trời. Đây được hai em rồi. Khang khi nãy ngồi mình á thì không có đeo khẩu trang. Giờ có một đứa lại nó bắt đầu là nó mới đeo khẩu trang vô nè. Nó để thoải mái con người thì là đem vô, bé kia cũng vậy. Đứa ngồi gốc xa múc mị vậy đó, không đứa nào mít Việt Nam mình là súng lại à. Súng lại nói chuyện rồi ra râm rang người kia, còn nít bên đây nó vậy á, tới chỗ rồi ngồi xếp hàng. Đứa kia tới cái ngồi xa xa. Chừng nào nó gặp bạn thân của nó mới nói chuyện thôi. Chờ không quay được khúc hồi nãy tắt rồi à, mấy đứa nhỏ nó vậy ha. Đúng thiệt phong cách kiểu Mỹ. Nít thôi nó nha. Lớp 2. Đem cái ly nước lên nó uống, xong rồi uống hết rồi đó, không có biết bỏ đâu. Ở bên kia có cái công viên nhỏ cho mấy đứa nít á, nó đi bộ, nó đi qua bên kia, nó vô trong đó nó bỏ trong cái thùng rác bên đó đó. Con nít bên này nó ý thức gì? Đứa nào cũng vậy,
mà cô không phải đứa nào cũng vậy đâu, cũng có một số rất rất là ít, nó không nó kiểu như là nó không phải là nó không ý thức mà nó thích như vậy, nó thích là nó làm trội hơn người ta, người ta ý thức là nào nó làm ngược lại vậy. Xong rồi nó coi cái đó là cái vui á, cái ngộ cái vui á, nhưng mà rất là ít. Rồi chắc xe bus tới rồi đó, nên tụi nó đứng lên chuẩn bị. Ồ thì ra nãy giờ mấy đứa kia nó đứng dài dài đằng kia nó không có lại, này là mấy đứa học cấp trung học rồi cấp hai. Xe tới chưa? Tới rồi nè. Mỗi đứa nó có đeo cái bảng số á, cái mã số cái giống như cái ID cái của nó trong trường, nên lên xe bus cái nó cầm cái đó nên nó bỏ nó để nó scan lên cho cái máy quay vậy cho nó dễ, nó đừng có bị chói cái đèn xe sau dừng, xe trước dừng chỗ cái đèn của nó chói dưới dần vậy ta. Rồi xong rồi đi bay con.